Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2013, xã Tái Hòa, huyện Lập Thạch đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Tuy nhiên, để hướng đến quá trình phát triển lâu dài bền vững, xã Tái Hòa luôn xác định vấn đề nâng cao thu nhập cho người dân là yếu tố cốt lõi. Là một xã miền núi, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Sau một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của tỉnh và đặc biệt là sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn nơi đây nhiều chuyển biến rõ nét. Cơ sở hạ tầng địa phương và đời sống nhân dân được cải thiện, 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ, xóm được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, 100% hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên. Số lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 25 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%, số hộ giàu tăng lên đáng kể. Nuôi bò sữa là bây giờ cho thu nhập cao nhất mà hiệu quả kinh tế nhất. Nói chung là từ lần nó bò sữa thì nói chung là các cháu học hành rồi thì gia đình nói chung là tiền nong với lại sinh hoạt đời sống cũng khá giả nhiều. Có được kết quả đó, ngoài sự chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ, sự năng động của chính quyền, thì các đoàn thể, tổ chức xã hội cũng đã có sự đóng góp không nhỏ. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích nhân dân phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp cũng đã được địa phương chú trọng. Trong đó tập trung chuyển đổi một phần diện tích đất canh tác thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh phát triển các loại lúa, rau màu có giá trị kinh tế cao. Trong chăn nuôi, địa phương chú trọng phát triển các giống vật nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay toàn xã có trên 80.000 con gia súc, gia cầm các loại, 47 hộ gia đình đầu tư nuôi bò sữa với tổng số trên 160 con. Chăn nuôi bò sữa đã và đang trở thành điểm mạnh trong phát triển kinh tế hộ gia đình của xã. Sau khi mà thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới về đích năm 2013 thì đời sống của nhân dân cũng được cải thiện rất là nhiều. Điện, đường, trường, trạm rồi thì giao thông nội đồng được phát triển mạnh. Các cái hộ chăn nuôi là cũng người ta cũng yên tâm sản xuất rồi người ta cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước về cái để thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới và các cái hộ là cũng có rất là nhiều sự đóng góp vào xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức từ phía nhân dân, từ một xã miền núi, Thái Hòa đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, cuộc sống vật chất tinh thần của người dân đã được nâng lên đáng kể.